Chúng em cũng có một tiết mục rất là hay gần giống thế. Vâng ạ. Mà cũng phải tập rất lâu mà mới có một tiết mục hay. Thế à? Vâng ạ. Và hôm nay chúng em và các bạn ở hành tinh trái cây đã chuẩn bị một tiết mục để tặng chị và các bạn ở nơi đây. Chị và các bạn cùng xem nhé. Ôi, các bạn nhỏ làm chị bất ngờ quá. Vậy thì bây giờ chúng mình hãy cùng chờ đón xem tiết mục của các bạn nhỏ đến từ hành tinh trái cây các em nhé. Xin mời. Đến lúc mà chị Lúc Lắc phải tạm biệt bạn Midna cũng như là các bạn nhỏ trên truyền hình rồi. Tớ phải về ăn cơm đây và học bài. Chúng mình cùng nói tạm biệt thôi. Tạm biệt. Tình bằng câu ca trong cơm, kể bài khéo vô ôm với bồng nền bồng, ôm với bồng nền bồng. Một bài tăng tình con xin, một bài tăng tình con xin, ôm với lời xong ôm với đi. Đôi con mắt nó mê lim dim, đôi con mắt nó mê lim dim. Một bài
nhìn.